Mọi người yêu là vợ trước mặt mẹ chồng xem phản ứng của cô ấy. Mời mẹ mời dịp ăn cơm. Ăn đi con. Đây, vợ anh ăn đi này. Ăn đi. Ăn đi. Ui, hai mẹ con đi đâu về đây? Anh mẹ đi mua quần áo. Mẹ chưa mẹ mua cho anh đẹp không? Đấy, hôm trước đi lượn với cái váy xinh thế này, hôm nay đi cả ngày bỏ hết cái chân chả được cái gì. Quay một vòng anh xem, quay một vòng. Ui giời ơi, vợ anh xinh ngay mà mặc váy cưới thì. Mày thấy đẹp không? Được, nhưng mà con vẫn thấy vợ ông xinh hơn. Không, mày hôm nay em lựa cho mẹ đẹp mà. Cũng đẹp. Lêu. Đúng rồi, chiều con đi đâu mua mẹ cái thẻ tiếp theo. Còn á? Không cần đâu ạ, để con chỉ cho. Đây, cô bỏ like cái video. Đang có khuyến mại 50% giá trị thẻ nào vào chủ nhật hàng tuần. Mà hôm nay chủ nhật luôn. Hôm nay chủ nhật. Đấy, chị Ẩn. Đấy, mẹ thấy vợ con vừa xinh vừa giỏi. Con dâu mẹ giỏi, con tốt. Khi bạn có mẹ chồng tâm lý kiểu nói thì giờ ăn gì? Đây, làm cái kem cô. Kìa mẹ, không được, Diệp đang đến tháng sao ăn được kem. Ui giời, không biết, đưa đây. Ui giời, này, bác vệ sinh đây, chả chuẩn bị gì cả. Đủ rồi. Mẹ chuẩn bị cho em hết rồi, không đẹp. Đây, nước gừng đây, chị uống đi cho ấm bộ. Ồn. Trời ơi. Đây con, uống nước gừng không đỡ đau được đâu. Con phải chờ cái túi nước nóng này. Nó nóng nó đi đỡ đau. Nhá, đây qua. Mẹ, người yêu con chăm được mà. Người yêu mày như con sông của mẹ, được chưa? Đây là người yêu tôi khi có sự xuất hiện của mẹ chồng. Mình đi chơi về rồi. Rồi, đi vào đây, đi. Vào bếp, nhìn. Thấy cái gì trong bồn rửa bát chưa? Bát. Tôi đã nấu ăn cho rồi mà mỗi việc rửa cũng không rửa. Mình quên mất. Thế mà dám đi chơi đến tận giờ này mới về. Hello. Đấy, con nhà mẹ. Con chào cô. Ôi cô, anh nấu ăn xong anh không rửa bát thì bác không rửa. Tôi nấu, bác rửa chứ. Không rửa, không rửa. Nấu vào rửa bát. Không nói nhiều. Vào. Diệp ơi, đỉnh chưa? Đỉnh. Ngoan á. Ơi này mẹ, con bổ. Con vừa bổ, con đưa Diệp. Bổ ăn. Diệp. Con bổ. Uống trà sữa. Không mua. Diệp ơi. Dạ. Này, hai đứa xem cái máy này nhé. Làm sao mà mẹ tải cái candy crush ra nó cứ báo cái ngủ dung lượng như thế nào. Đây, cô để con. Đây nhá, cô tải cho con cái app Telegram về. Có 1024 GB dung lượng miễn phí. Tải ảnh với video lên là giải phóng dung lượng thoại. Để con tự động sau đi ạ. Đây, xong rồi cô. Được. Con nhớ em Diệp học tập nhé. Con vừa chỉ cho Diệp hôm trước xong đấy mẹ. Đâu biết gì đâu. Thôi, suốt ngày canh công đổ thôi. Liệu lên mấy hàng xóm. Nói xấu người yêu với mẹ và xem phản ứng của cô ấy. Sao bạn không bảo tôi là mẹ sao? Tôi không biết đâu được, mẹ tôi về đã thấy mẹ rồi mà. Chờ nó ăn gì? Không sao, tôi bảo với mẹ là bạn đi siêu thị rồi. Lúc đi thì tôi đi vào chợ ăn gì. Con chào cô ạ, xin con ăn tối ạ. Con yêu rồi đấy. Con yêu nấm là bảo con đi ăn tối, ăn với bạn bè đúng không ạ? Không, con đi siêu thị mà, anh lớn lại treo con. Đây con mua thịt bò, thịt gà. Mua thịt bánh gì đây? Không phải bánh, cái này là thế. Cái gối. Đem bánh mì. Không nhưng mà mềm lắm. Đây này. Uốn cong các thứ luôn. Đây đi này. Rồi đây đi này. Đi siêu thị các thứ đỡ đầu chân. Đúng không? Vâng. Đây. Ui giời, đôi này tôi tưởng bạn có rồi cơ mà. Đôi này là để đi trong nhà. Thế này được ăn cơm thì mọi ngày toán ăn mì tôm. Cái gì? Thế là mì tôm không hay là mì tôm trực tiếp? A few moments later. Ôi mẹ đi về đây. Vâng nhà mẹ. Vâng, mẹ về cẩn thận nha. Kìa, chốt đi, nghĩ lâu thế. Chắc là nhân đậu xanh đấy. Không, phải thập cẩm. Đậu xanh? Bạn làm sao hiểu mẹ bằng tôi? Này, con ruột, 20 mấy năm trời, tôi biết mẹ tôi thích ăn gì, nha. Nhưng mà mẹ thích nhân đậu xanh. Ồ, hay mẹ thích thập cẩm. Đậu xanh. Mẹ thích thập cẩm. Thế là mọi người là chủ kênh đây. Không cùng tín hiệu thì tôi tự đi lựa cho mẹ. Điện đường mua trà sữa tạc thẳng vô Vincom Mega Moral City làm đôi cái bánh luôn. Nói thế chứ rộng như này thể nào cho có. Qua Winmart là thấy đủ vị truyền thống. Tính chốt luôn cho nó vuông mà chả hiểu lon ton kiểu gì lạc vào cái bread talk. Bánh đẹp nhở. Lại còn nhiều vị hiện đại. Trà sữa đường nâu chân châu dẻo. Có cả vị này luôn. Lấy cho mẹ nhá. Không, bạn tự lấy của bạn, tôi lấy của tôi xem mẹ thích của ai.
Gớm, làm như báu lắm, thèm lắm, cần lắm không bằng. Thế thì tôi mua, để rồi xem mẹ ưng của ai. Ông Xoanh lượn qua chắc tiên coffee, thấy bảo nhiều ưu đãi, biết đâu ổng mua xong bánh lại dư cốc trà sữa tôi. Mục đích chính xong rồi, tự nhiên lại thấy mục đích phụ. Con cá khổng lồ to đẹp dư lay thì ông Xoanh liệu mà tác nghiệp. Chưa hết dỗi đâu, chụp cho đẹp đẹp vào. Nãy xem tarot thấy bảo tháng này nhiều gái theo lắm. Và đây, thành quả của hai đứa, bên phải là của ông Xoanh, bên trái là của tôi. Về xem mẹ thích vị gì. Đây, hai hộp bánh trung thu của con tặng mẹ, đi xem thích hộp nào. Hai hộp đẹp đẹp nhưng mà hôm nay cái này tất cả này. Cái này một mẹ của anh nhớ, một con tặng cho mẹ. À, thế là thích hộp này. Ồ, này này, ta bảo là thống nhất không nói để mẹ tự chọn mà Diệp. Nhưng mà bây giờ mẹ thích hộp của em rồi, đúng không mẹ? Ờ, đúng. Chiếc bánh tôi và mẹ chồng làm giá 5 củ khoai sẽ như thế nào? Thế là mọi người là chủ kênh đây. Tự dưng lâu lâu bị thèm ăn bánh mà phải bánh tự lạ mới chịu cơ. Định mãi mẹ chồng mới theo tôi đến cái chỗ này. Hôm nay hai mẹ con tôi xếp kèo, ai thua sẽ phải mua đồ tặng Xanh. Tính ra chuyến này ông Xanh hờ nha, chỉ việc đứng nhìn lại còn có quà mang về. Sau một hồi hì hục thì đây là kết quả của hai mẹ con tôi. Với kinh nghiệm làm bánh lâu năm lần thứ hai thì tôi vẫn thua mẹ. Chả hiểu kiểu gì. Trên đường về hỏi Xanh thích cái gì rẻ rẻ thu để tôi còn tặng thì mẹ lại lôi luôn hai đứa vào thế giới di động. Mày thế, điện thoại máy tính thì Xanh có rồi, mua tặng cái ốp có vẻ hợp lý. Nghe nói đợt này đúng dịp sinh nhật 18 tuổi của thế giới di động, điều sốc ngập trời. Điện thoại laptop thì giảm đến 18%, còn đồng hồ phụ kiện thì giảm đến 48% lận. Đã phím trước rồi mà lượn lờ một lúc lại đòi cái Apple Watch bình thường ngơ ngơ, nhưng mà thấy mẹ đứng cạnh tỉnh thật đấy. Nói thế thôi chứ Xanh nhà tôi cũng chưa có cái đồng hồ nào. Quà em tặng thì anh cứ vui vẻ nhận đi, đằng nào cũng phải bằng thẻ của anh mà. Đấy, sự tích cái bánh năm củ khoai ra đời như thế mọi người. Nãy mặt hớn lắm chắc là chưa biết gì đâu. Thích nhá. Tổ chức sinh nhật cho mẹ chồng và màn xin cưới ông Xanh của tôi kiểu. Thế là mọi người, bà chủ kênh đây. Này đúng sinh nhật mẹ chồng, một công đôi việc, tổ chức cho mẹ rồi xin cưới luôn. Địa điểm tác thành như tôi hôm nay là bò tơ quán mà phong cách đúng chất Hà Nội xưa. Ba mẹ con cũng phải nháy được cả chục kiểu rồi đấy. Check in xong thì cả nhà tôi dắt nhau vào bàn. Ôi dồi ôi, đây là cái từ điển rồi. Xem hết cả menu không biết chọn món nào. Thôi thôi, cái món nào liên quan đến bò bê thì chị cứ mang lên cho em. Khai vị là hai món bò tơ cháy tỏi và bê trao mộc châu. Theo tôi đánh giá là ngon nhất luôn. Thịt bò thì mềm, vị thì đậm, mùi thì thơm, thơm thì mùi tỏi trái. Đấy, xì xèo 2 giây là hết đĩa. Nhưng mà tôi thấy món bê trao này hợp chấm với tương ớt hơn là cái tương vàng này nhá. Còn món bò tơ cuốn bánh tráng này thì thấy bàn nào cũng gọi nên ăn thử luôn. Ai ngờ cũng ổn áp phết. Ăn ít thôi còn để bụng ăn lẩu. Xét lẩu thì có cái gân bò với bắp bò này ngon đỉnh, nhưng mà gân hơi dai, mắc hết cả răng. Khúc này là giả vờ đi vệ sinh để tổ chức bất ngờ cho mẹ chồng. Các bạn nhân viên cũng nhiệt tình, set up các kiểu cũng đà điểu. Rít người ta tưởng hai mẹ con gục luôn á. Xong xuôi rồi đi xin cưới ông Xanh, lại được mẹ chồng chốt một câu xanh dần như này. Tính tiền đi, năm năm cưới. Đừng để lúc giàu mình nghĩ tới cha mẹ. Thế là mọi người là chủ kênh đây. Giờ để tôi chính thức là con dâu của mẹ rồi, chỉ chờ sang năm được tuổi là cưới thôi. Nhân dịp này tôi với ông Xoanh tặng ba mẹ món quà bất ngờ mà tụi tôi ấp ủ bao lâu nay. Đây, mẹ xuống đây. Đẹp không mẹ? Đẹp. Đây, mẹ thử luôn đi. Thử luôn. Được. Đây là ghế massage Fuji Kashi 2300. Tôi vì Xoanh lựa đủ tiêu chí ngon bổ rẻ, thiết kế nhỏ gọn, sàng xị, dễ di chuyển và lại còn tích hợp nhiều chức năng massage từ đầu đến chân luôn. Thế nào mẹ cảm thấy nào, thoải mái không ạ? Đàn phê. Thì đó, công nghệ massage 3D nên con lăn khá là linh hoạt. Hệ thống túi khí thì xoa bóp toàn thân, tiện là tiện ở cái bảng điều khiển cảm ứng này này. Nhiều chế độ mà lại toàn bằng tiếng Việt. Bố mẹ cũng lớn tuổi rồi nên dễ sử dụng. À đấy, còn kết nối âm thanh Bluetooth, nghe nhạc thư giãn nhẹ nhàng, dễ ngủ. Đấy, nay nó ngửa thế này cơ mà, ngửa thoải mái này mới sướng. Vâng, đây là chế độ không trọng lực mẹ ạ. Nhìn ba mẹ vui hạnh phúc là tôi vì Xoanh cũng thấy mãn nguyện. Chắc đây là món quà đầu tiên hai đứa báo hiếu được cho bố mẹ. Tới đây về quê làm thêm một em nữa cho nhà ngoại, chắc bố mẹ mừng lắm. Hãy yêu thương cha mẹ mọi khoảnh khắc, đừng để lúc giàu mới báo hiếu nha. Bye bye mọi người.